Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Và mình là Gmi Gaming. Ok, và ngày hôm nay mình sẽ làm cảnh sát giao thông Việt Nam ha. Hiện tại thì mình đang đuổi theo một con xe ben mọi người ơi. Có thanh niên nào đó vừa trộm một con xe tải siêu to khổng lồ này các bạn. Đấy, đấy, đấy. Yêu cầu anh đứng yên nha. Ui, ui. Cái gì vậy? Chạy sao mà bị kẹt dưới gầm cầu luôn rồi. Con xe này nó rất là cao nha các bạn. Chạy đến đây bị kẹt là đúng rồi. Nào nào, tắp đầu xe luôn. Rồi, bỏ xe chạy luôn kìa. Đứng yên lên. Chạy hả? Yêu cầu anh đứng yên nha. Yêu cầu anh đứng yên nha. Ngon lành đó các bạn. Chạy con xe này mà làm sao thoát khỏi được mình. Ok, bây giờ mình sẽ kiểm tra con xe này nha. Phải. một thẻ nhân viên FBI không xác định, 2 tờ báo lá cải, 10 thùng khẩu trang, 2 thùng mì gói. Ôi vãi, chứ thanh niên này giống buôn lậu vậy. 10 thùng khẩu trang là coi chừng buôn lậu đó mọi người ơi. Đây, tiếp theo mình sẽ lục soát người nó. Ok, ngày hôm nay mình sẽ đi trực chung với lại ba đồng chí nha các bạn. Mình nữa là 4 người. Ê, xe trái kìa. Lui ra. 5 tờ đô la, 10 tờ đô la, một tờ đô la và một trái cây ảo giác. Thanh niên này tên là George DVC, sinh năm 1985. Mình thấy có một con xe nó cháy rồi mọi người. Đó. Trời ơi. Ê, nổ. Đi ra không có được. Ôi trời, cái gì mà lộn vậy. Đi ra thôi đồng chí ơi. Nổ xe bây giờ nè. Ôi. Và ngày hôm nay mình sẽ đi tuần tra bằng con Mitsubishi Triton nha mọi người. Đó, thả ra. Ôi, nguy hiểm vậy. Chỗ đó xe nó chạy sao mà nổ cháy tùm lum luôn kìa các bạn. Kìa. Ôi, có cần mình gọi đội cứu hỏa đến không? Bỏ xe hết rồi các bạn ơi. Mình gọi đội cứu hỏa đến đi. Đấy, fire nè. Nguy hiểm quá. Coi chừng nổ xe đó. Wow. Ui, đội cứu hỏa đi, con xe đẹp vậy. Khu đó bây giờ là giao thông nó đang rối loạn luôn đó mọi người. Đi. Lên xe thôi đồng chí ơi. Chúng ta đi tuần tra tiếp thôi nào. Chỗ này bây giờ giao thông nó đang rất là rối loạn các bạn, mình phải rời khỏi khu này thôi. Nào, mình đang cần một nhiệm vụ, có ai gọi mình nhiệm vụ không? Ôi, để mình xem các bạn. À, đây là xong rồi, mình đã xử lý xong một nhiệm vụ rồi. Chỗ kia có một con xe nghi ngờ kìa mọi người, cái chấm trắng đó. À, thanh niên chạy xe mô tô không đội nón bảo hiểm hả? Đây các bạn, thanh niên chạy xe không đội mũ bảo hiểm nè. Bắt luôn. Đó. Ok, tấp xe vào lề nào. Đây các bạn. Trời, thấy mình đậu nó mô hiểm nó liền kìa. Yêu cầu anh xuất trình tất cả các giấy tờ liên quan đến phương tiện lưu thông nha. Hỏi nó giấy tờ các bạn ơi. Giấy đăng ký xe nè, giấy chứng minh nhân dân nè, bảo hiểm xe nè. Để mình kiểm tra thử coi. À, thanh niên này tên là McRae, sinh năm 1992. Hết hạn là ngày 27 tháng 7 các bạn ơi. Sao xe này biển số gì gắn ở đâu vậy? Xe gì kỳ cục vậy? Thông thường là độ biển số nó cũng có một loại là đúc gầm nha mọi người. Mà con này thì nó không có biển số luôn nè. Xuống xe nhanh lên. Không được rồi. Mình sẽ kiểm tra người thằng này luôn. Đấy, lục soát người luôn các bạn ơi. Chạy xe gì nguy hiểm vậy? Không đội mũ bảo hiểm nè. Xe không gắn biển số nữa. bao cao su đã qua sử dụng. Thẻ ATM dính bột màu trắng. Một cái súng trường, một cái gậy cảnh sát. Wow, không ổn rồi các bạn ơi. Thằng này nó không có giấy phép sử dụng súng, nhưng mà trong người nó lại có súng trường. Bắt lại luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra con xe này.
Chai thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ, không sao hết các bạn. Mình đang kiểm tra nhưng mà mình nghe tiếng còi ô tô các bạn ơi, hình như là có thanh niên đang trộm xe kìa. Nào anh đi đi, không sao đâu, tôi đâu có kêu anh đâu, anh cứ đi đi. Hồi nãy mình bấm thằng kia đứng đó các bạn, cái mấy thanh niên này tưởng đâu là kêu họ lại nên họ đứng theo luôn, mình phải để cho họ đi thôi. Đi đi, đi đi anh trai, không có chuyện gì đâu. Rồi, vận chuyển về đồn cảnh sát thôi. Ôi, hình như ở dưới có một con xe đang chạy quá tốc độ kìa mọi người. Mình sẽ kiểm tra luôn tất cả các con xe mà có dấu hiệu nghi ngờ nha, những cái chấm trắng đó các bạn. Ôi, mà nó chạy luốt quá luôn rồi. What the hell, nó chạy luốt luôn rồi mọi người ơi. Nào anh trai, chỗ này mà. Chạy xe đâu chỗ đó vậy, chỗ này cơ mà. Đây các bạn, có một vụ gì nữa đây. À, giống như là một vụ trộm xe đó các bạn, stolen vehicle kìa, một chiếc xe mất tích gì đó mà có dấu hiệu nghi ngờ. Ok, bây giờ mình sẽ đi đến đó và sẽ kiểm tra nha. Ôi, ôi xin lỗi nha, xin lỗi xin lỗi. Ôi, hình như siêu xe các bạn ơi. Wow, trời ơi. Ôi siêu xe, siêu xe. Ê, mình phải bắn vô lốp thôi các bạn, mình chạy không lại đâu. Đợi, bắn một phát là sợ liền. Bước ra khỏi xe, yêu cầu anh hãy bước ra khỏi xe nhanh lên, hai người luôn, cả hai người hãy bước ra khỏi xe. Không bước ra khỏi xe thì mình sẽ lòi đầu ra nha mọi người. Lầy nè. Ê, không được, không được, không được. Ôi, có súng, có súng, có súng, có súng, có súng các bạn ơi. Ôi, bắn luôn kìa. Đây, mình sẽ chạy ra đây và lụm cái súng này nha. Ôi, nguy hiểm vậy. Một thanh niên nữa. Hai thằng này hình như là đang vận chuyển xe lậu đó các bạn. Trời ơi, siêu xe nè mọi người, coi nè, đẹp chưa, đẹp chưa. Ôi, bắt lại luôn cái đồng chí ơi. Đó. Ui, các bạn coi con xe nè, rất là đẹp luôn ha. Ui, hôm nay mà mình đi chừng hai đồng chí là mình sẽ mượn con xe này mình chạy thử rồi các bạn. Nhưng mà đi bốn người đâu thế nào bỏ những đồng chí kia lại đâu. Lục soát người thanh niên này luôn. Ơi, cái gì vậy, cái gì vậy. Quay cái cửa nó nồng độ cồn kìa các bạn. Tóc biến qua tới bên đây mới ghê chứ. Một ống kim tiêm, một cái đèn pin. Rồi, không có gì nghi ngờ hết. Tiếp theo mình sẽ lục soát con xe này. Quay đẹp quá mọi người ơi, đẹp quá, các bạn coi nè. Cái này là có những dòng chữ các bạn, nó sẽ có tiếng Anh ha, mình dịch chưa có được. Nhưng mà theo mình biết nó đây, nó là có một cái cuộn dây điện ha, một cái cuộn dây điện có màu á, và một cái chai bia trống, và một cái hộp chứa mấy cái viên đạn á. Đó, cái đó là theo cái tài dịch tiếng Anh nhỏ lẻ của mình thôi nha. Một số bạn giỏi tiếng Anh thì các bạn sẽ biết nhiều hơn mình. Đấy, mình thì mình chỉ biết chút chút vậy thôi. Mà con xe này các bạn ơi, gương chiếu hậu nó gắn trên nắp capo nè. Wow, đẹp quá. Các đồng chí đứng đây nha. Chờ tôi chút xíu. Các bạn ơi, một cây súng và một cái viên thuốc đã qua sử dụng ha. Một cái hot tool là cái công cụ gì vậy ta? Hot white tool là một cái công cụ gì đó, một cái túi tiền vậy thôi. Thanh niên này tên là Connor Jason. Wow, ui các bạn ơi, đã quá. Cái này là mình chỉ đem con xe này xem thử coi nó có chứa chất cấm gì không nha mọi người. Mình đang kiểm tra trên xe thôi chứ không phải là mình lấy xe người ta chạy đâu. Đó. Mình đang kiểm tra con xe trực tiếp luôn nha các bạn. Ok, rồi vậy được rồi mọi người. Đẹp quá, đẹp quá. Cái gì mà bóp kèn hoài vậy? Đang làm nhiệm vụ cơ mà. Ok, hai người chung một chiếc xe. Rồi đó các bạn, nhiệm vụ này là mình làm xong rồi đó. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Thời tiết, ok, extra sunny. Từ từ, từ từ anh trai. Cảnh sát đang làm việc mà. Đây các bạn, ở đây thì có cảnh sát đã chặn khu vực này lại nha, không cho con xe nào chạy đến đó. Mà không hiểu vì sao có một thanh niên chạy xe chở rác đứng đó bóp kèn in ỏi mới ghê chứ.
Rồi, mình phải đứng đây các bạn ơi. Thông thường là nhiệm vụ ở trong AFPD á, mình phải đứng ở đây chờ những con bé và chờ cảnh sát làm nhiệm vụ xong mình mới đi được nha. Chứ mình mà chạy bỏ đi á, là những người này sẽ đứng ở đây chờ mình hoài luôn. Đó, bắt buộc mình phải đứng ở đây chờ thôi mọi người. Ok, về đồn. Đấy, ngon lành chưa mọi người? Hôm nay mình làm nhiệm vụ rất là ok luôn nha. Xong nhiệm vụ chưa ta? Ok, phải chờ đi hết các bạn ơi. Khi nào mà cái nút mà request call now này nó còn đó mọi người, là mình sẽ không nhận nhiệm vụ được nha. Cái nút request and call now này nè, nó hết mình mới nhận được nhiệm vụ. Chờ hai thanh niên này lên xe cái đã các bạn. Trời ơi, kẹt xe quá chừng luôn cơ. Ok, ngon lành đó mọi người, ngon lành đó. Trời ơi, trộm siêu xe ha. Ngày hôm nay toàn là những nhiệm vụ trộm xe thôi các bạn ơi. Trộm siêu xe nè, trộm xe tải cỡ lớn nè, xe tải siêu to khổng lồ đó mọi người. Ôi, kẹt xe rồi, chắc mình phải cho nó kết thúc con nào từ đây thôi các bạn. Dù sao mình cũng làm xong nhiệm vụ rồi nha. Đấy, khi mà mình chỉnh cái kết thúc con nào nó mới gọi mình được nhiệm vụ khác. Nếu như mình để như vậy á, nó sẽ hiện hoài luôn các bạn, nó không cho mình nhận nhiệm vụ mới đâu. Có một con xe nghi ngờ kìa. Con xe bắn bánh taco hả? Có phải đi khủng bố không vậy? Đấy, mình sẽ kiểm tra con xe bắn bánh taco nha các bạn. Coi chừng thanh niên đang đặt bom đi khủng bố không chừng nữa. Phải chưa, đèn đỏ rồi, đang kẹt xe nữa. Mình sẽ tấp xe vào lề và chờ thanh niên đó đậu vào đây nha. Đó, con xe bắn bánh taco đó mọi người, đang kẹt đèn đỏ không thể đi theo mình được. Phải chưa, đèn đỏ lâu vậy. Rồi, con xe bắn bánh taco đâu? Trời, đi luôn rồi. Mình kia nó đi theo mình mà. Phải chưa? Kẹt xe rồi mọi người ơi, kẹt xe rồi, không bỏ đó các bạn ơi. Mình phải đi khỏi khu này thôi, cho phương tiện nó thoáng bớt chút xíu nha. Mình mà đứng đây hoài là một chút nữa nó kẹt xe luôn đó. Ok, bây giờ gọi nhiệm vụ đây các bạn. Trộm xe cảnh sát nè mọi người. Xe buýt này biển gì đây ta? Ơi, gọi xe buýt này thử các bạn. Xe buýt này là cái gì đây? Ok, đuổi theo một chiếc xe buýt thôi mọi người. Ui, siêu xe nữa kìa các bạn. Trời ơi, mình mà không nhận nhiệm vụ là mình sẽ kêu nó lại kiểm tra nha mọi người. Ok, hình như có thanh niên đó đang trộm chiếc xe buýt nữa các bạn ơi. Nhiệm vụ ngày hôm nay là chỉ toàn những thanh niên trộm xe thôi à. Ui, nguy hiểm vậy. Nào, yêu cầu anh tấp xe vào lề. Đây, mình sẽ khóa đầu rồi các bạn. Ơi, khỏi cần khóa đầu luôn. Xuống xe nhanh lên. Tôi Xuống xe. Đó, Đứng yên, không được di chuyển. Nằm xuống đất. Giơ hai tay lên và nằm xuống đất. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ kiểm tra con xe này nha mọi người. Một hộp sữa tươi, một lon nước ngọt, một quả bóng và một phiếu béo ngoan. Vãi chưa, lái xe buýt mà cũng có phiếu béo ngoan nữa hả? Đây, bây giờ mình sẽ lục soát người thanh niên này nữa. Mà anh này nhìn mặt trông hiền quá các bạn. Mọi người coi nè, nhìn mặt đúng hiền luôn á. Trời ơi, vậy mà đi trộm xe buýt mới ghê chứ. Quay một vụ gì nữa kìa các bạn. Nhận luôn. Thanh niên này tên là Leon Thompson. Một tép ma túy. Vãi chưa, hiền mà ghê vậy. Nó báo là có một thanh niên nào đó, một nghi phạm đang sử dụng súng các bạn. Đang sử dụng súng và uy hiếp người ta trên đường hả gì đó. Ok, mình sẽ đi đến đó nha. Nào, né ra cho mình qua. Bật đèn ưu tiên lên luôn các bạn ơi. Hôm nay mình làm việc khá là hiệu quả nha các bạn. Có những bữa làm việc mình nói chứ nó chán gì đâu á, làm đến đâu nhiệm vụ hỏng đến đó.
nào là đuổi theo nghi phạm không kịp nè, tội phạm trốn thoát nè, tùm lum tùm la hết. Nhưng mà hôm nay mà làm nhiệm vụ khá là ok luôn. Mình mà làm nhiệm vụ mà mình bắt sống được những nghi phạm á các bạn, mình ít sử dụng vũ lực á thì nó sẽ gọi mình nhiệm vụ liên tục nha. Mình mà sử dụng súng mình bắn chết người ta đó, nó sẽ ít gọi mình lắm. Đó, cái con nào này nó cũng rất là thông minh luôn các bạn. Nào, vụ gì đây, vụ gì đây? Uầy, chỗ này. Chỗ này nằm trong hốc à, trong một cái hẻm nhỏ các bạn ơi. Ok, mình sẽ quan sát từ xa trước đã. Ủa, thanh niên nó xong rồi không rúm một chỗ vậy? À, phát hiện ra một người bị súng bắn các bạn ơi. Oh, hello, chào anh trai. Tại sao vậy? Để mình nói chuyện với nó các bạn ơi. Nó rất là mệt mỏi. Nhưng anh ấy đã chạy rất là nhanh. Ok, tôi sorry, tôi phải về nhà. Ok, về nhà an toàn nhé. Bây giờ mình sẽ kiểm tra người này thử coi. Hô hấp nhân tạo thôi mọi người. Nó nói là như là có ai đã đánh ông này các bạn. Và một thanh niên nó chạy rất là nhanh. Mình thì tiếng Anh dở lắm nha. Mình đọc chỉ những từ nào đơn giản và mình phân tích nghĩa theo nghĩa chung thôi các bạn. Chứ mình phân tích chi tiết không có được đâu. Ôi, sống lại luôn, sống lại luôn, sống lại luôn. Ok, ok, ok. Đó, mình sẽ kiểm tra người ảnh sơ nha các bạn. Đây, mình sẽ tự kiểm tra luôn. Đó, có chất cấm gì không? Khai mau, khai mau. Wow, bình xịt dây chón, chìa khóa đa năng, vé máy bay và một tép ma túy. Thanh niên này coi nhảy chứ không có đơn giản đâu các bạn. Người bị hại coi chừng cũng là một nghi phạm luôn đó. Bắt luôn các bạn ơi. Về đồ mình điều tra thôi. Không phải nghi phạm là mình tha cho đâu, mình vẫn phải kiểm tra luôn nha. Đó. Ok, vận chuyển. Lại xong một nhiệm vụ nữa các bạn. Hôm nay làm việc hiệu quả quá đi. Ơ mà khoan đã, mình phải chờ con xe tới lại nó vận chuyển mọi người ơi. Đang kẹt ở đường cao tốc kìa. What the hell? Đang kẹt ở đường cao tốc mà làm sao có thể nào lên đây bắt người được. Vãi chưa. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Quay kẹt ở trong đường này mới ghê đó chứ. Ý, trời ơi. Kẹt vậy là khó làm nhiệm vụ lắm các bạn. Làm sao mà vận chuyển cái này được đây. Để mình gọi thêm một đội nữa coi. Vậy là không ổn rồi. Kẹt ở đường cao tốc rồi. Ôi, mấy đồng chí làm gì mà kẹt xe ghê vậy. Rồi luôn các bạn ơi, kẹt xe ở dưới đường cao tốc rồi. Mình phải hủy cái nhiệm vụ này thôi. Nào lên xe thôi các đồng chí ơi. Kẹt xe ở dưới đường cao tốc rồi các bạn. À, trên bản đồ có một chấm trắng màu, chấm trắng nhỏ các bạn. Mình đi đến đó mình kiểm tra luôn. Đấy, một công đôi việc. Wow, lại là siêu xe đó hả? Ôi, đốp lốp. Đó. Theo mình tấp xe vào lề. Trời ơi, đốp lốp mà xe nó lên khói luôn các bạn. Ê, cố tình bỏ chạy nữa kìa. Nào. Cố tình bỏ chạy hả? Ôi, mình kêu nó đứng lại mà nó cố tình bỏ chạy nữa các bạn ơi. Phải thanh niên này đua xe hay sao vậy? Đứng yên, nhìn lên, đứng yên. Nằm xuống đất. Trời, mặc cái áo này giống trong băng hội Phượng Hoàng Đỏ vậy. Con xe nào bị xì dầu vậy ta? Ôi, à, con xe này các bạn ơi, mình tưởng đâu xe của mình chứ. Nào, kiểm tra phương tiện luôn. Ôi, một gói chứa chất kích thích ha. Ok, hồi nãy lắc quá các bạn ơi, nó vừa kích mình ra luôn đó.
Mình vừa vào thì nó báo mình có một vụ là đang xả súng các bạn ơi. Mấy thanh niên đang bắn nhau mà. Ok, bây giờ mình sẽ đi đến đó và làm nhiệm vụ nha. Đấy, bật đèn ưu tiên lên luôn mọi người ơi. Hồi nãy hình như đi 4 người nó hay lắc á các bạn. Nên bây giờ mình đi tầm khoảng 2 người thôi nha. Đấy, ui, từ từ thôi. Vãi mấy thanh niên này sao bây giờ giang hồ vậy? Bắn nhau nó mới ghê chứ. Ơi, chỗ nào mà xa vậy ta? Hồi nãy mình mới nhìn lên bản đồ minimap mình thấy gần lắm mà. Vãi chưa. Cũng may là mình độ cho nó lên một chút xíu đó các bạn. Chứ nếu không mình để động cơ bình thường là nó chạy hơi bị đừ luôn á. Rất là đù luôn. Ok, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ủa? Nó kêu mình là hãy cẩn thận kìa. Lấy súc điện ra trước mọi người. Ơi, ai vậy? À, ở dưới ga điện ngầm các bạn ơi. Quay. Cẩn thận mọi người. Rồi, đốt kìa. Rồi. Trời ơi, vãi chưa? Bà cô này mà có một khẩu súng trường luôn các bạn. Cái gì nguy hiểm vậy? Yêu cầu chị bỏ súng xuống nha. Trời ơi, lụm súng lại. Nào, đứng yên. Đừng bắn nữa đồng chí ơi. Được rồi đồng chí. Trời ơi đồng chí ơi, được rồi. Các bạn coi kìa, bắt tụt cầu thang xuống luôn kìa. Đó. Trời. Ơi. Vãi chứ. Trời, đánh mình nữa chứ. Nào, đừng có đánh mình. Đánh mình là đồng chí bắn hoài luôn đó. Đứng yên. Cứ đánh mình hoài các bạn. Vãi chưa. Đó, đánh mình đi. Mình sẽ bắn điện cho nó đến khi nào nó giơ hai tay lên và nằm xuống đất nha mọi người. Chứ như vậy là đã đánh mình hoài luôn kìa. Xuống đây. Giỡn với mình hả? Đứng yên nha, lần cuối nha, cảnh báo đó. Không là mình sẽ sử dụng vũ lực nha. Trời ơi. Bình tĩnh nào. Trời ơi. Chạy hả? Nguy hiểm rồi các bạn, tội phạm ở mức độ nguy hiểm rồi. Đó. Tội phạm ở mức độ nguy hiểm là phải như vậy thôi mọi người. Mình đã bắn cảnh cáo hình như cả một chục phát luôn các bạn. Nào đồng chí đi ra. Đi ra đồng chí ơi. Để mình lục soát người nè. Lục soát người luôn nha các bạn. Đây. Đồng chí đi ra đồng chí, hai người đứng gần lắc dữ lắm. Ok. Một cái thìa bị gãy, một ống hút dài 5cm. Gọi đội thu giữ hiện trường thôi các bạn. À, bà này bởi tên là Kat Lamas. Nguy hiểm quá, tội phạm bây giờ nguy hiểm quá. Ok, lên xe thôi đồng chí ơi. Mình phải gọi code 4 các bạn ơi. Đấy. Ok, đi làm nhiệm vụ tiếp thôi đồng chí ơi. Vãi chưa. Dám cầm súng bắn mình mới ghê á chứ. Mình đã bắn súng điện cảnh cáo có chục lần đó mọi người. Chỉ cần đứng gần là nó gõ sơ cái bắn súng vô mặt thôi là xỉu rồi các bạn. Đây, tắt đèn đầu tiên luôn. Ok, bây giờ mình sẽ kiếm nhiệm vụ nào nhỏ nhỏ mình làm coi mọi người. Lạc bò nè các bạn, bò lạc nè. Bò lạc là làm gì đây? Đó mình gọi thử coi. Đó. Có một con bò lạc nha mọi người. Thấy chưa. Đâu rồi. Đây. Ok, bây giờ mình sẽ nói chuyện với bà này ha. Sao mày đứng giữa đường như thế này? Để cho xe chạy đi chị ơi. Ok, có chuyện gì xảy ra vậy? Hello sir. Chào, có chuyện gì vậy? Nó có một con bét và nó cần mình giúp ha. Ok. Mình sẽ cần thêm một số thông tin. Information. Một con bò trắng. Ủa, với cái mặt nạ màu nâu là sao? Một con bò. What the hell. Đúng rồi, một con bò. Khao các bạn. Ok.
Nốt mà làm màu trắng hả? Cái gì mà trắng nâu tùm lum lá vậy? Ok, bây giờ mình sẽ đi tìm con bò thôi các bạn. Ôi vãi chưa, bây giờ đi tìm bò lạc à. Chà, tôi không biết là con bò mắc như thế nào các bạn. Nó nói nhanh quá, mày đọc không có kịp. Ok, bây giờ mình sẽ đi đến khu vực ha, để tìm một con pet bị lạc. Cái era các bạn, cái khu vực. Lên xe thôi đồng chí ơi. Khu vực nào đây? Mình thấy ở đây có một cái chấm màu xanh này các bạn. Có phải khu vực này không? Phải chưa, bò lạc mới ghê chứ. Bây giờ mình là cảnh sát mà mình phải đi kiếm con bò lạc cho họ luôn nữa các bạn. Vãi cái nhiệm vụ. Để mình chạy lên chấm xanh coi. Ủa mà tại sao con bò lại xuất hiện trong thành phố? Mình không hiểu ta. Ok, sắp đến rồi các bạn ơi, sắp đến rồi. Bây giờ mà mình tìm được con bò, làm sao mình đem con bò lại đó nữa nè. Đấy, lại một câu chuyện nữa mọi người. À, màu nâu trắng các bạn. White and brown ha. Giờ làm sao giờ? Ok, gọi đội. Rồi luôn. Xuống xe. Trời ơi, đang làm nhiệm vụ mà. Xuống xe cho mình kiểm tra giấy tờ coi. Không xuống hả? Muốn bỏ chạy hả? Muốn bỏ chạy hả? Đứng yên. Cho mình kiểm tra giấy tờ coi. Thanh niên này tên là Mattia Johnson, sinh năm 2008. Mình lục soát người luôn nha các bạn. Đó, đang làm nhiệm vụ mà nó lại nó đụng con bò. Trong khi cảnh sát giao thông đang đứng đây. Kiểm tra xe luôn rồi mọi người ơi. Ôi, một tép ma túy kìa. Ảnh thì hướng Rose. Bình xịt hơi cay. Trời ơi, trên xe thì có một túi, một gói ma túy tổng hợp, một túi ni lông nghi ngờ chứa ma túy, hai tờ báo lá cải và một hộp kẹo. Wow, thanh niên này chắc đang chơi đá đó các bạn. Đang chơi đá hả? Này thì đang chơi đá hả? Ủa rồi con bò bắt chưa vậy? Đụng con bò đó hả, gì rồi? Ok, bắt ảnh luôn các bạn ơi. Ủa mình gọi một đội hỗ trợ động vật đến mà. À đây đây các bạn. Vãi chưa. Tải bò này về đồn luôn đi. Ok, bảo trọng nhé động vật thách kê các bạn. Nó kêu là bảo trọng với con động vật đó đi. Ok, bây giờ mình sẽ chạy lại đằng chị đó nha. Lên xe thôi đồng chí. Đấy, tải về đồn hết luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đi đến chị đó một lần nữa nha các bạn. Trời ơi, giải quyết con bò lạc này. Nhiệm vụ hơi bị mắc cười luôn đó mọi người. Chán thật sự. Hình như có con chó lạc nữa các bạn. Đây, lạc chó nè. Đó, còn cái nhiệm vụ này thì một người trần truồng nha. Nhiệm vụ này thì mình làm không có được bạn ơi. Các bạn ơi, úp lên YouTube là nó cho mình ăn gậy đi nữa các bạn. Không ổn đâu. Cái này là 18 cộng đó các bạn ơi. Ok, đã đến nơi rồi. Ok chị ơi, con động vật nó đã giải quyết xong rồi. Nào, chị có thể đi được rồi đó. Đó, cứ về sở động vật mà nhận thú nha, một con bé. Đi. Được rồi. Lên xe nào đồng chí ơi. Đấy. Để mình nhận thêm nhiệm vụ con chó lạc nữa, cái mình sẽ kết thúc video nha các bạn. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ đi tìm một con chó lạc ha. Vãi chưa, hết bò lạc rồi bây giờ tới chó lạc nữa. Đây đây, chị kia chỉ đang đứng giữa đường kìa. Mình sẽ lại nói chuyện với chị ha. Nào, ok, chào chị, có chuyện gì vậy? Nó mắc một con chó, một con bé và nó cần sự trợ giúp từ mình ha. Nó cần thêm một chút xíu thông tin. À, câu trả lời nó cũng... câu nói chuyện nó cũng giống như vậy thôi các bạn ơi. Nó là một cái giống Roswell và nó màu nâu hả? Ok, đi tìm chó thôi các bạn ơi. Ấy chưa. Lên xe thôi đồng chí ơi. Quay mà nó không có gợi ý gì cho mình hết vậy. Nó kêu mình đi đến một cái khu vực hả? Một cái era. Ấy chưa. Hồi nãy con bò thì nó có hiện nha. À đây đây các bạn ơi, chỗ này nè.
cái chấm trắng khó nhận ra hơn ha. Ok, con bò thì hồi nãy nó hiện chấm xanh các bạn ơi, còn con chó thì nó hiện cái chấm màu trắng, nó khó quan sát chút xíu. Đâu rồi con chó này giống con chó của thằng Phan Ly nè các bạn ơi. Nào pet đấy các bạn, gọi đội hỗ trợ động vật đến luôn thôi. Rồi cái gì mà cái radio nó gọi liên tục vậy, what the hell. Rồi cái radio này nó bị lắc rồi các bạn ơi. Đó các bạn thấy không, cái radio nó hiện liên tục luôn kìa, trời ơi chán thật sự luôn. Ok, và mình nghĩ mình sẽ kết thúc cái video của mình ở đây thôi các bạn ơi. Cái radio này nó hiện lên nghe chán ghê luôn á. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình nha. Nếu như các bạn thấy hay thì nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh với. Rồi, mình sẽ tạm biệt các bạn tại đây nha. Ơ anh ơi, con chó trong đó kìa. Sao anh không chạy vào? Ủa không lẽ mình đậu ở đây, ảnh chạy vào không được các bạn. Để mình lui ra cái đã. Rồi luôn. Đó, anh vô đi. Đây các bạn ơi. Vãi chưa. Con chó đi anh ơi, anh cứ giải con chó về đồn đi. Đấy. Cái radio nó cứ hiện lên liên tục. Nghe thật là mệt mỏi. Rồi, tạm biệt mọi người nha. Bye bye.